Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Tô Lâm mất thế, bài viết do người bương gió biên soạn quan chương trình bày. Thưa quý vị, trong năm 2016 này, có nhiều vụ án kinh tế nổi cộm thu hút dư luận và các thông tin được loan tải đều làm nổi bật hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ít ai thấy rằng bóng dáng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm rất mờ nhạt trong các vụ án này. Và mọi phát ngôn liên quan đến các vụ án gây xôn xao xã hội từ Bộ Công an đều từ Thượng tướng Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương. Ông Lê Quý Vương còn là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và chức vụ rất quyền lực trong Bộ Công an. Ông Tô Lâm có lẽ là vị Bộ trưởng Công an ít quyền lực nhất trong các đời Bộ trưởng Công an của Việt Nam từ trước tới nay. Ông Lâm bị một cản trở lớn, đó là người tiền nhiệm trước của ông, đó là ông Trần Đại Quang, hiện lên chức chủ tịch của nước. Ở chức vụ chủ tịch nước mới thì ông Quang vẫn còn nhiều ảnh hưởng tác động đến Bộ Công an. Thêm nữa là việc chưa có tiền lệ, ông Nguyễn Phú Trọng, đương kim Tổng Bí thư đã nhảy vào tham gia trong Đảng ủy Công an. Trước khi rời chức Bộ trưởng Công an chưa đầy một tháng thì ông Trần Đại Quang bổ nhiệm phụ tá của mình là Đoàn Duy Khương làm Giám đốc Công an Hà Nội. Một sự chà đạp trắng trợn thiếu tôn trọng vào ông Tô Lâm. Trong khi về mặt nhân sự thì ông Quang đã được ấn định là chủ tịch nước và ông Lâm là Bộ trưởng Công an. Cho đến nay, mặc dù giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng Tô Lâm vẫn phải đeo quân hàm thượng tướng mà ông được phong từ tháng 9 2014. Trong khi đó, ông Trần Đại Quang từ tháng Giêng 2011 còn là trung tướng, đến 25 tháng 12 đã được phong hàm đại tướng. Chưa đầy 2 năm, ông Quang nhảy vọt lên 2 cấp. Hơn 2 năm, ông Tô Lâm chưa lên được cấp nào. Quyền quyết định thăng quân hàm thuộc về chủ tịch nước. Khi trước, ông Quang được chủ tịch nước phong quân hàm liên tiếp chưa đầy 1 năm một chức. Nhưng đến khi ông Quang làm chủ tịch nước, thì ông Quang đã không đối xử như thế đối với lại Tô Lâm, như người ta đã vẫn đối xử với ông. Và trong Bộ Công an có rất nhiều thượng tướng, tức ngang hàm nhưng dưới chức với Bộ trưởng Tô Lâm. Và về vấn đề hàm và chức này, thì trước đó, chính ông Trần Đại Quang khi mà đương chức đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, ông đã đề xuất xin cho Bộ Công an thêm một suất đại tướng nữa, tức là Bộ Công an có 2 đại tướng. Lý do ông Quang yêu cầu thêm chức đại tướng cho Bộ Công an là khi Bộ trưởng đi vắng thì Thứ trưởng Thường trực có thể quyết định thay, mà Thứ trưởng Thường trực đeo quân hàm bằng các thứ trưởng khác thì kém uy lực khi mà chỉ đạo. Và vị Thứ trưởng mà ông Quang định xin thăng hàm đại tướng đó là ông Thượng tướng Đặng Văn Hiếu. Tuy nhiên, đến giờ thì ông Tô Lâm làm Bộ trưởng Công an, ông Trần Đại Quang lên cương vị Chủ tịch nước đã phớt lờ những gì mà mình đã nói trước kia. Khi trước, ông đề nghị chính phủ, nhà nước thăng quân hàm đại tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an. Giờ, ông làm Chủ tịch nước thì đến Bộ trưởng Công an Tô Lâm, ông làm ngơ, cứ để cho mang quân hàm Thượng tướng. Vậy mà mới ngày nào, ông Quang còn sống chết, đòi phải có 2 đại tướng ở Bộ Công an. Đến giờ thì trên cương vị Bộ trưởng Công an thì ông Tô Lâm như là một vị bộ trưởng bù nhìn. Ông đại diện về mặt hình thức để đi dự lễ lạc hội nghị cỡ soàng soàng. Và thưa quý vị, các hoạt động của ông trong tháng 11 năm 2016 vừa qua là tham dự diễn đàn cảnh sát giao thông, hội nghị thi hành án, ngày hội đoàn kết dân tộc Hưng Yên, tham dự chương trình nghệ thuật Thắp sáng ước mơ, tiếp cao ủy châu Âu bàn về bảo vệ động vật hoang dã, vân vân. Trong khi đó thì những sự việc nghiêm trọng lại do các tướng Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam thay nhau phụ trách chỉ đạo như là vụ Formosa, vụ Bộ Công Thương. Lý do Bộ trưởng Công an Tô Lâm trở thành hữu danh vô thực, có tiếng mà không có quyền như đang diễn ra, có rất nhiều nguyên do chưa giải thích được. Tuy nhiên, việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhảy vào Đảng ủy Công an và việc Trần Đại Quang kiểm soát phần nào Bộ Công an cho thấy một phần lý do là sự tranh giành kiểm soát Bộ Công an giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Và sự tranh giành này xuất phát từ nguyên nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không muốn về hưu giữa nhiệm kỳ, chuyển giao chức Tổng Bí thư cho Trần Đại Quang. Còn Quang thì đang nỗ lực đẩy nhanh tiến trình chuyển giao chức vụ này. Và việc thất thế của ông Tô Lâm có thể là tại ông Lâm không quyết định ngã về phía Trọng hay là Quang. Bởi thế cho nên, ông diễn vai đi tham dự những nơi vô bổ và mặc kệ cho hai ông lớn kia giằng xé chỉ đạo Bộ Công an. Tuy nhiên, cũng có thể ông Lâm là một người có dính dáng đến phe đang bị đánh, phe mà được đảng gọi là nhóm lợi ích. Vì thế, ông bị cô lập và tước đoạt quyền lực,
chịu sự giám sát của hai ông lớn trên. Dù lý do nào đi chăng nữa, thì trong hai lý do nêu trên, ông Tô Lâm sẽ chỉ là một bộ trưởng bù nhìn cho đến hết nhiệm kỳ và kết thúc sự nghiệp chính trị bằng việc về hưu. Thậm chí, ông còn có khả năng về hưu trước khi nhiệm kỳ của mình kết thúc. Giữa hai kẻ đầu tham vọng, thì một là ham hố quyền lực sẵn sàng chơi sát ván, bất chấp quy tắc, luật lệ như là Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, thì có người chỉ thích cầm miệng ăn tiền Tô Lâm, không có gan bước theo bên nào. Và trong cuộc chơi quyền lực, không được niềm tin của ai, không dám dấn thân chọn theo ai, thì Tô Lâm thành một vị Bộ trưởng Công an hàm Thượng tướng thất thế nhất trong các đời Bộ trưởng Công an Việt Nam. Đó là một điều đương nhiên. Việc một Bộ trưởng Công an không có quyền lực như là Tô Lâm và việc Bộ Công an bị chỉ đạo bởi nhiều ông lớn như trên là một điều bất an cho xã hội. Và sự thiếu thống nhất như thế sẽ là kẽ hở cho lực lượng công an cấp dưới, cấp cơ sở tha hồ làm càn, làm những điều sai trái, bạo ngược trong xã hội. Vì muốn lấy cảm tình của lực lượng công an qua đó nắm quyền lực, các ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước sẽ phải nhắm mắt làm ngơ và thậm chí còn bao che bên vực sai trái của công an để lấy sự ủng hộ cho mình. Và thực tế cho thấy rằng đã diễn ra những việc này như là vụ công an đánh nhà báo, đánh dân hoặc là sai trái trầm trọng được bao che, lấp liếm rất trắng trợn, bất chấp dư luận và pháp luật. Cuối cùng là một người dân thấp cổ bé họng sẽ phải gánh chịu những phát sinh tiêu cực từ chuyện này mà ra. Và đó cũng là một quy luật đúng với lại thể chế chính trị của Cộng sản. Khi mà lực lượng vũ trang không thuộc về nhân dân mà thuộc về một đảng phái, thì chuyện người dân phải chịu đựng sự lộng hành vô pháp của lực lượng vũ trang là một điều dễ hiểu. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Tô Lâm mất thế, bài viết do blogger Người Buôn Gió biên soạn quan chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.